Tập 787-01 đến trường mẫu giáo Kimono. Buổi sáng các bạn đang nối đuôi nhau xuống từ xe buýt vào lớp thì ai được vệ sĩ đỡ tay bước xuống từ chiếc xe màu đen trong một bộ quần kimono rất sặc sỡ. Sự đặc biệt khiến tất cả mọi người trầm trồ. Vừa xuống xe ai đã đến và vui vẻ chào hỏi xin. Ai hỏi về bộ kimono thì Masao khen nó giống như một nàng công chúa thực sự, nhưng ai có vẻ không thích danh xưng này. Kazama thắc mắc tại sao ai lại mặc trang phục như vậy đến trường, Nene cho rằng chỉ là vì muốn nổi bật hơn người khác. Trong lớp học, các bạn nữ vây quanh ai vì bộ kimono rất bắt mắt. Cô Yoshinaga cho rằng việc mặc như vậy đến lớp cũng không được bình thường với một trẻ mẫu giáo. Cô Matsuzaka nhắc nhở về tiết học nhuộm, các học sinh sẽ phải nhuộm một chiếc khăn tay. Cô Yoshinaga cũng đang lấy làm lo lắng về vấn đề rắc rối này. Bỗng cô Ageo hét lớn khiến hai cô còn lại giật mình. Cô Ageo tìm hiểu được bộ kimono mà ai mặc là một Kyoto Yuzen đích thực được vẽ bằng tay. Có giá rất mắc, có thể bằng giá một chiếc xe hơi sang trọng hoặc có thể mua được một căn nhà. Càng biết được giá trị của bộ trang phục, nỗi lo của cô Yoshinaga càng lớn. Cả nhóm đang chơi cắt giấy thành những bộ kimono, họ cùng chơi trò đóng kịch. Họ gọi ai là công chúa, Shin và Bo sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa khỏi một ninja mới thâm nhập vào lâu đài. Ai gọi Nene là người giúp việc khiến Nene tức giận, xé bộ kimono giấy đang mặc và rời đi chơi trò khác. Các cô đến gặp thầy hiệu trưởng để xin tham vấn về bộ trang phục của ai. Thầy cho rằng việc mặc như vậy có thể chấp nhận được vì mọi người tự do. Cô Matsuzaka hỏi về vệ sĩ có đồng phục vest đen. Cô Ageo đã ghé đến chiếc xe và gõ cửa, nhưng anh Kuroisō đang ngủ rất say sưa với một cặp mắt giả vẽ trên kính. Chắc là do làm việc rất mệt mỏi. Mọi người đều thấy Ageo không được bình thường vì sự quan tâm cô dành cho một vệ sĩ. Chơi trò đóng kịch lâu khiến ai thấy chán nên yêu cầu mọi người tìm thứ thú vị hơn. Shin đã nghĩ ra một ý tưởng nên nhanh chóng đi tìm dụng cụ. Shin gom hai thùng đồ chơi làm một, lấy thùng rỗng và hai sợi dây tập nhảy dây, sau đó là một cây lau nhà. Mọi người đều tò mò không biết Shin có ý định làm gì. Sau khi đủ dụng cụ, Shin bắt đầu lắp ráp thành một chiếc kiệu nhỏ. Ai lấy làm xúc động vì Shin đã làm kiệu cho mình. Kazama không yên tâm về độ an toàn của chiếc kiệu khi sử dụng nên Bo và Masao tiến hành các thí nghiệm để đảm bảo sức chịu đựng. Sau hàng loạt các thí nghiệm về lực đẩy, sự rơi, chịu mưa bão, nhiệt nóng, đông lạnh thì chiếc kiệu đã đủ tiêu chuẩn để được sử dụng. Kazama và Masao kiệu ai diễu hành giữa sân chơi, Shin và Bo chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Cô Yoshinaga vội chạy đến bế ai ra khỏi kiệu vì thấy rằng trò chơi này rất nguy hiểm và yêu cầu dừng lại. Shin nói với cô các bài kiểm tra đã nói rằng kiệu này an toàn. Cô Yoshinaga thuyết phục nhóm rằng công chúa không nên rời khỏi lâu đài vì có thể sẽ bị thương. Thực ra là cô Yoshinaga lo lắng về vấn đề tiền bạc, bộ kimono quá đắt đỏ, các giáo viên trong trường có thể sẽ bị rắc rối nếu như nó bị bẩn. Trong lớp học nhuộm khăn, cô Yoshinaga đang hướng dẫn cả lớp làm sao để nhuộm được chiếc khăn bằng cách cột dây chun và thả vào xô thuốc nhuộm. Trước đó cô cũng rất lo lắng về bộ kimono của ai, nhưng cô đã cho tất cả mặc tạp dề nên cô cũng yên tâm phần nào. Cả lớp vui vẻ nhuộm khăn của mình, đến lượt ai thì nỗi lo lắng luôn dằn vặt cô Yoshinaga. Cô liên tục lẩm bẩm dặn dò ai phải cẩn thận cho đến khi ai nhúng thuốc nhuộm chiếc khăn xong. Đến lượt Shin, ngay sau ai thì không may Shin đụng vào châm cài đầu của ai khiến nó đang trực rơi vào xô thuốc nhuộm khiến cô Yoshinaga thất kinh. May mà Bo kịp thời nhanh chóng phóng tiêu giấy đẩy được chiếc châm ra ngoài khi gần rơi vào xô thuốc nhuộm. Bo được tán thưởng là xứng đáng với tài năng. Khăn đã được nhuộm xong và phơi khô, cô Yoshinaga có cảm giác tim mình đã ngừng đập. Tiếp theo đến giờ thể dục dụng cụ nên cô sẽ phải tiếp tục lo lắng. Các học sinh thay quần áo chuẩn bị cho tiết học thể dục dụng cụ. Nene hỏi ai để giúp ai cởi bộ kimono cồng kềnh trên người. Ai cho rằng Nene đúng là người giúp việc khiến Nene lại tức giận bỏ đi. Cô Yoshinaga hỏi Nene về việc ai đã thay quần áo chưa. Nene cho rằng nếu ai không thay sẽ tốt hơn. Cô Yoshinaga cũng yên tâm khi ai chưa thay bộ kimono ra. Nhưng bằng cách nào đó khi đến tiết thể dục ai xuất hiện khi bộ kimono đã thay ra vì hôm nay ai sẽ được khiêu vũ với Shin. Điều này khiến cô Yoshinaga lo lắng khóc ròng. Trong khi đó Shin đang bị táo bón nên vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh. Cô Yoshinaga, Matsuzaka giúp ai mặc lại bộ kimono nhưng có vẻ không ổn, vẫn còn thừa một sợi dây. Ba cô cảm khóc ròng vì bộ trang phục quá rắc rối. Lúc này anh Kuroisō vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ, tiếng gáy vang vọng trong xe. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng mà bộ kimono mới được mặc một cách hoàn thiện. Tập 787-02 chọn một món quà để nhận. Gia đình Nohara đang chọn lựa một món quà trong danh mục quà tặng để được tặng miễn phí. Bạn có thể nhận bất cứ thứ gì bạn thích trong danh mục. Shin muốn nhận một súng nước hành động của Kamen. Bố nghĩ đến việc mua một chiếc ví mới. Shin cho rằng dù bố có đổi ví thì số tiền nạp vào cũng sẽ không thay đổi. Mẹ thấy nồi cu xít cũng rất tốt, có thể ăn thịt xiên mới làm cùng nước dùng.
Bố cho rằng mẹ có thể sẽ không bao giờ làm, mẹ nói sẽ làm nếu có nồi. Bố nhắc mẹ nhớ về việc mẹ đã không sử dụng nồi phô mai bố đã mua trước đây. Bố cho rằng hãy ăn xiên thịt chiên giòn thay vì phải mua nồi cho món thịt xiên nhúng nước dùng. Bố vẫn là cho rằng mua ví là lựa chọn đúng đắn nhất, xin vẫn muốn là súng nước. Mẹ dành lại cuốn danh mục hàng hóa và lựa chọn xem món khác. Bố cho rằng vào những thời điểm như thế này nên ưu tiên cho người lớn tuổi. Mẹ cho rằng lady first nên được ưu tiên, xin cho rằng nên để đó cho trẻ em, người cao tuổi thì nên đi dạo. Ba người đều thấy rắc rối không đưa đến được một kết quả cuối cùng nên việc tìm kiếm và tranh luận vẫn tiếp tục cho đến khi trời tối. Lúc này bố đang tìm một chiếc túi lớn, mẹ thích sữa rửa mặt, xin vẫn muốn một khẩu súng nước. Trong lúc cả nhà tranh luận, Hima chơi một mình vẫn rất vui vẻ. Mẹ cho rằng những lúc thế này nên chọn thứ mà bình thường không mua, xin đề nghị súng nước là cần thiết và không thường mua. Bố cho rằng việc mua sữa rửa mặt của mẹ sẽ dễ mua được với giá hời. Tranh luận nhiều vẫn chưa đưa đến được kết luận nên họ sẽ có quyết định vào thời hạn cuối cùng là cuối tháng. Ngày cuối cùng cũng đến, hạn chót là ngày mai, họ buộc phải đưa ra chọn lựa hôm nay. Vì bố đã mua một chiếc ví và chiếc túi nên giờ muốn có một quả bóng golf, xin vẫn luôn là muốn súng nước hành động của Carmen. Mẹ luôn thay đổi nhu cầu của mình lần này chuyển qua thích vé của một thẩm mỹ viện. Mẹ cho rằng mẹ sẽ đẹp lên, bố sẽ có một người vợ đẹp, xin sẽ có một người mẹ đẹp, xin nói rằng mẹ chỉ đến đó một lần có nghĩa là không kịp để đẹp. Bố đề xuất nên oản tù tì để đưa ra quyết định. Ba người oản tù tì đến mệt mỏi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu có thắng thua. Musae đến nhà, nghe chuyện về việc chọn một món quà, cầm danh mục quà tặng và lập tức sáng mắt khi thấy thịt bò Matsusaka, thịt lợn Iberia. Mise cho rằng Musae lại hết tiền và lại đến để ăn cơm. Musae nói mọi người nên mua gạo, nhưng mới đây Mise đã mua rồi. Bố mẹ và Shin lại tiếp tục ngồi tranh luận về thứ đáng mua mà không có hồi kết nên Musae đề nghị hãy chơi một trò chơi đuổi bắt. Musae sẽ chạy với danh mục. Ba người còn lại sẽ đuổi theo. Ai trong thời hạn bắt được Musae và lấy được danh mục sẽ là người chiến thắng. Nếu không bắt được thì Musi sẽ có được cơ hội có thứ cô muốn. Họ chơi trò chơi tại công viên và thời hạn là 15 phút. Hima được mẹ gửi chơi ở nhà hàng xóm. Ba người khởi động tay chân để chuẩn bị cho trò chơi. Bố mưu tính sẽ bắt Musae ngay khi bắt đầu. Trò chơi bắt đầu, mẹ và Shin chạy trước. Bố vừa chạy bước đầu tiên đã nghe tiếng xương cốt kêu cái rắc đau thấu tâm can. Bố không thể tiếp tục tham gia trò chơi. Mise cố gắng rượt theo Musae. Họ vừa chạy vừa nói về chuyện hồi nhỏ. Nhưng chỉ được một lúc Mise đã đuối sức thở không ra hơi. Musae chọc ghẹo Mise đó chính là khoảng cách về tuổi tác rồi chạy đi mất. Mise lê lết quay lại ngồi nghỉ cùng Hiroshi và rời khỏi chiến tuyến. Musae quan sát thấy một chiếc áo đỏ đang lấp ló sau thân cây nên chắc mẩm đó là Shin. Quay đầu lại thì thấy mặt Shin trình ình nên giật mình hoảng hốt làm rơi cuốn danh mục quà tặng, tấm phiếu đăng ký cũng vì thế mà bay ra ngoài. Shin đã giả làm một tổ ong treo trên cây để dụ Musae, cậu nhanh chóng xoay tổ ong chạy tới lấy cuốn danh mục, vậy là cậu đã chiến thắng nên nhờ mẹ đặt súng nước. Mẹ không tìm thấy phiếu đăng ký đâu, mọi người chia nhau ra tìm đến chiều muộn, họ đã mệt đến rã rời còn tấm phiếu nằm giữa lùm cây cũng vừa bị gió đẩy đi xa mất.